chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay là thứ sáu và thị trường đang có dấu hiệu đi lên trước mắt. Và sáng hôm nay những công ty đã có những cái report EA và chiều qua lại tiếp tục tăng lên. là công ty First Solar, First Solar đã tăng hơn 7% sau khi có kết quả tốt từ earnings report. À, công ty Enphase symbol là EMPH đã xuống hơn 12% sau khi revenue đã không được như mong đợi từ các nhà đầu tư. Và công ty Roku thì đã tăng 7% sau khi có kết quả tốt từ Earnings Report. Đây là mùa Earnings Season thì thành ra rất là nhiều công ty sẽ dao động lên hoặc là xuống rất là nhiều tùy theo kết quả của ER. Và nếu như các bạn đã đầu tư mua bán trên thị trường chứng khoán lâu thì hẳn các bạn cũng biết cái mùa Earnings Season, mùa ER là cái mùa có nhiều cơ hội cho các bạn có thể đầu tư mua bán và kiếm tiền rất là nhiều so với những ngày thường. Lấy ví dụ cho các bạn hiểu... Uh, công ty ENPH là Enphase sau khi có kết quả earning report đã xuống rất là nhiều. Thì đối với một số người chưa bao giờ đầu tư vào công ty uh, Enphase thì có thể đây là cơ hội. Các bạn lưu ý mình không có nói các bạn mua công ty Enphase hay là những công ty khác, mình chỉ đưa ví dụ cho các bạn biết những cơ hội có thể đầu tư mua bán như thế nào. Thì ví dụ như công ty Enphase hoặc là những công ty khác khi mùa report earning đến mà công ty đi xuống rất là nhiều vì kết quả báo cáo tài chính không tốt thì đó cũng là một trong những cơ hội cho các bạn đầu tư mua bán. Hoặc là nếu như các bạn nào thích day trade, hay là mua đi bán lại liền trong ngày, thì các bạn có thể theo dõi thị trường lúc mà có cái earning report, thì các bạn có thể trade ngay lúc đó. Vì lúc đó thị trường dao động rất là nhiều, thì cơ hội cho các bạn có thể uh, get in và get out. Bên cạnh đó, nếu các bạn là những người làm option seller, thì đây cũng là cơ hội cho các bạn. Nếu như các bạn nào có nhiều kiến thức dành về những cái kiều thức để có thể trade option vào những ngày có ER thì đây cũng là cơ hội cho các bạn để có thể trade earnings report bằng option. Ví dụ hôm qua trước khi công ty First Solar, ví dụ như hôm qua trước khi công ty First Solar có ER thì Jason đã chọn ra một vài phương pháp để có thể trade trước khi có kết quả ER. À, chẳng hạn như mình có thể dùng hình thức strangle. Strangle thì Jason cũng đã giải thích cho các bạn trong nhiều video trước đây rồi. Strangle thì tốn uh, khá là nhiều tiền nhưng mà cái xác suất các bạn thắng sẽ rất là cao nếu như các bạn biết cách chọn lựa cái strike sao cho phù hợp hoặc là các bạn có thể chọn những cái hình thức như là butterfly nhưng mà với cái chiêu thức butterfly thì các bạn phải biết chọn lựa cái strike cho phù hợp vào thời điểm đó thì nó cost là cái tiền mà các bạn bỏ ra mua cực kỳ thấp đôi lúc chỉ có mấy chục đô mà thôi nhưng mà các bạn có thể thắng uh, nhiều tiền nói chung thì có rất nhiều phương pháp cho các bạn có thể đầu tư mua bán trong mùa earning report. Alright nếu như các bạn có gì thắc mắc các bạn có thể comment trong video mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn có một ngày thứ sáu đầu tư mua bán gặp nhiều thành công. Tuần vừa rồi thì Jason đi vacation nên không có dạy học vào ngày thứ bảy và chủ nhật. À, tuần này thì Jason có lớp vào thứ bảy và chủ nhật. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể ghi danh để học với Jason online trực tiếp cùng với Jason với số phone dưới đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.